Chào các bạn, mình là Hiếu đến từ website cung cấp hạt giống.com. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách ươm hạt giống của cây ăn thịt bẫy kẹp. Về khâu chuẩn bị hạt giống thì các bạn chọn mua hạt giống từ các cửa hàng uy tín hoặc mua hạt giống từ shop hoa đẹp dễ trồng. Hạt giống của cây ăn thịt bẫy kẹp thì các bạn ngâm vào nước hơi ấm khoảng 4 tiếng ở nhiệt độ là khoảng 30 độ C. Các bạn chuẩn bị chậu trồng thì chuẩn bị chất trồng là sơ dừa hoặc là dớn hoặc nham thạch hoặc cát. Dớn thì các bạn phải đánh cho tơi ra rồi rửa qua nước một lần, sau đó thì các bạn cho vào chậu trồng và tưới cho dớn đẫm nước. Về đất trồng thì cây bắp mồi được trồng trên giá thể là sơ dừa, dớn hoặc nham thạch hoặc cát vân vân. Không nên trồng cây trên đất thịt, đất giàu chất dinh dưỡng. Vì nếu ta trồng cây trong môi trường giàu dinh dưỡng thì cây vẫn sẽ phát triển tốt nhưng sẽ không cho ra bẫy kẹp. Cây chỉ ra bẫy kẹp nhiều khi được trồng trong môi trường nghèo dinh dưỡng. Về khâu ánh sáng thì ánh sáng không thể thiếu đối với bất kỳ một loại cây cảnh nào và cây ăn thịt bẫy kẹp này cũng không ngoại lệ. Các bạn trồng cây ăn thịt bẫy kẹp nơi có nhiều ánh sáng. Về độ ẩm thì độ ẩm rất là quan trọng đối với cây ăn thịt bẫy kẹp. Nó giúp bẫy kẹp của bạn là lâu tàn và to hơn. Và phải luôn duy trì độ ẩm xung quanh là trên 50%. Về phân bón thì các bạn không cần bón phân cho cây vì chúng sống nhờ vào nước và bắt côn trùng để nuôi dưỡng cây. Cảm ơn các bạn đã xem hướng dẫn cách ươm hạt giống của cây ăn thịt bẫy kẹp từ website cung cấp hạt giống.com.